Tập chạy nó bát bô đi ô tù tông rê thứ bát. Vùng cao nguyên đất đỏ, trời lành với sương mù. Thương mến anh vượt đường xa tới đây, mây vẫn bay nhưng tình anh vẫn say. Dịch thù trong rừng sâu hay bên suối vắng đêm thâu, gặp anh trong phút này là mừng trong phút này. Bát ba hai một chắc úp lên đây pha chắc đồ mi rê về bổn buồn. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để có ba học âm rê thứ son thứ chặn ba dây ngang ba nè, ngón này vô ngón áp út này vô dây bốn ngang năm, bát dây bốn la bảy chặn hết bốn dây bát dây năm. Cơ bản mỗi bài hát sẽ có ít nhất là ba học âm để cấu thành nên gậu kiền ba chân cho bài hát đó. Ví dụ rê thứ là tông chính chủ tông, bậc một là chúng ta hát bằng, son thứ là hát thấp, bậc bốn của tông rê thứ là bậc năm la bảy hát cao. Nhớ mùa chôm chôm trước, mùa chôm chôm kỷ niệm biết bao nhiêu nồng thơm. Có một chàng thiếu niên nơi đô thành tìm xuống Vĩnh Long thăm bạn hiền. Đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo. Là dây acoustic gì kim loại. Là chính hãng thì nó sẽ có chút khắc gì Malik nè. Hai bộ này chỉ có 150.000 thôi và được tặng kèm giáo trình đi theo nè. Giáo trình mới nhất là tặng kèm cái tai quay để chúng ta có cái rảnh nè. Chúng ta tháo mấy cái chốt này ra dễ dàng. Tai quay này để chúng ta vô dây cho nó đẹp nè. Vô dây quấn nhiều vòng. Dây 1, 2 quấn nhiều vòng sẽ khó đứt và bền hơn. Sẽ tặng thêm một cái hộp bích để chúng ta dán vào đây luôn. 150.000 thôi. Hai bộ dây acoustic nè, giáo trình nè. Rồi hộp bích, hai cái bích khảy nè, rồi tai quay nữa. Đặt sớm để nhận được ưu đãi và giao dây tận nơi ạ. Rồi bốn nhịp nè. Bùm chát bùm bùm chát đập chát. Cái đầu tiên là bùm cho ngân ra nè. Chát bùm bùm chát đập chát. Bây giờ chúng ta áp dụng vô nha. Tôi quen, tôi đã quen rồi em. Dàn dỡ trong tình yêu tôi không say trên bàn ngà. Tôi quen, tôi đã quen rồi em không làm gì nữa bận lòng gì kẻ trắng tay. Tôi xin chúc em ngày mai hoa thắm ngọc ngà luôn vây quanh em cả cuộc đời. Riêng tôi riêng kiếp luôn giờ sang nên suốt đời tôi vẫn cô đơn như tình nhân. Nhớ bấm đăng ký theo dõi kênh để xem những bài guitar tiếp theo và cho chúng ta play nha. Dạ thưa quý vị, mỗi lần mà nhà em muốn hát karaoke ha, đây dây rất là dài nhưng mà rất lòng thòng mà chỉ có một cái micro thôi, nên là em không xài cái micro có dây nữa. Bây giờ là đời mới rồi, xài micro không có dây. Bật lên nè cho nó sáng đèn và xài hai cái micro không dây luôn. Cục này thì chúng ta cắm vô loa kẹo kéo hay là cắm vô bất kỳ âm ly nào cũng được. Cắm cách xin phép đi xa để thử một lúc hai micro cho mọi người xem nha. Tình yêu đó vội phai vào sương gió, những đêm mơ tình nhỏ người nhớ tôi học trò. Tâm tình thường hay ngó trường tan về chung phố, những lúc trời chiều đổ mưa. Micro đời mới thì rất là tiện lợi luôn, chúng hết pin thì chúng ta sạc trực tiếp trên cái micro này luôn là tuyệt vời, không cần phải mua pin gì hết. Cặp micro nha, hai cái micro thế hệ mới nhất luôn, chỉ với giá 599.000 đợt miễn phí vận chuyển toàn quốc. Quý anh chị có thể đặt hàng nhanh tay ở bên dưới ạ. Không cần biết bài này điều gì, nhịp gì, mình cứ chuyển đi dòng Việt như lại xuống nè. Đi dòng Việt Nam theo bánh con tàu quê, qua đèo Hải Vân mây bay đêm núi. Việt Nam.
theo dõi kênh cũng như là cho chúng ta một like. Không cần phải đục khoét cái thùng đàn guitar thân yêu của quý anh chị và các bạn, nhưng mà vẫn kết nối ra loa hoặc bất kỳ loại âm ly nào thì vẫn được luôn, tiếng vẫn khuếch đại là lớn. Cần dùng bộ bít cúp dán AD35, đây là dây đi theo kèm với bít cúp dán này, volume ở đây luôn, chúng ta chỉnh volume lớn lên. Cúp này có tặng cho chúng ta mấy miếng để chúng ta dán dự phòng luôn. Tháo cái miếng này ra, cũng dán vào dây số 2 và dây số 3 ở đây. Đầu nhỏ này thì chúng ta gắn vào bít cúp, có 6 ly thì chúng ta gắn vào âm ly hay là bất kỳ loa kẹo kéo nào cũng được. Nếu chúng ta không chơi nữa, chúng ta chỉ cần rút dây ra, rồi khi nào chúng ta chơi chúng ta gắm dây vào luôn, kết nối với âm ly là xong. Với bộ bít cúp AD35 chỉ với 300.000 đang được ưu đãi miễn phí vận chuyển toàn quốc, anh chị bạn đặt ngay tại